Vâng, chào mừng các cụ các mợ lại quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Ô Tô trong một ngày mưa gió thế này. Hàng hiếm đây, hàng hiếm lại về cửa hàng em Vũ Duy Ô Tô. Và đây cũng là một chiếc xe mà tương đối là nhiều người thích, mặc dù là trông nó hơi cũ cũ một chút, nó hơi kiểu dáng nó nhìn nó hơi cục mịch một chút, nhưng mà đây là một chiếc xe mà ai cũng tìm kiếm thời điểm này. Thì những bác trung tuổi hay là các bác nào mà muốn mua một chiếc xe lành bền nhưng ít tiền thì đây là một sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Và một sự lựa chọn thoải mái cho các bác hơn nhá. Một chiếc Toyota Vios G2010. Và chiếc xe này thì tên tư nhân một chủ từ mới luôn, 2010 đăng ký. Đấy, xe thì còn rất là đẹp, tôn vỏ sơn si, tôn sườn của xe thì còn nét căng. Và em này thì chắc chắn là đã đẹp rồi thì không có cái chuyện là giá rẻ đâu các bác nhá. Em cứ nói trước là xe này là không có giá rẻ đâu. Em đang bán cái giá là 279 triệu đồng cho các bác. Với những ai mà yêu cái dòng này và biết thừa hưởng là cái chất của xe nó như thế nào thì thực sự cái mức giá này là bình thường. Còn nhiều bác mà chê đắt thì em nói thật là với cái tầm như thế này thực sự nó không hề đắt một tí nào. Vì đây là một chiếc xe bản G số tự động 4 bánh phanh đĩa. Đấy, máy số thì không cần phải trình bày rồi vì cực kỳ bền và cực kỳ ngon luôn. Dàn lốp mới tinh, sơn si nội thất, ngoại thất các thứ của xe thì gần như là tuyệt đối rồi. Và em này còn chưa lắp màn hình cơ, còn zin như vậy cơ mà. Và chiếc xe này thì em đang bán cái mức giá là chỉ có 279 triệu đồng. Nên là bác nào mà yêu, các bác nào mà thích muốn mua chiếc xe này thì các bác có thể là qua bên em xem xe trực tiếp tại bên cửa hàng tại Đông Sơn Thủy Nguyên Hải Phòng. Toyota Vios G2010 biển Hải Phòng 16L2875. Cái này thì thời khi mà mua chiếc xe này các bác chủ bác ấy cũng phải bỏ ra một cái số tiền là hơn 600 gần 700 triệu đồng mới có thể sở hữu được chiếc xe này. Sau vài năm thì chiếc xe đã giảm giá, bây giờ thực sự ra tính ra là nó chỉ giảm ra bằng khoảng chưa gọi là hơn 1/3 một chút thôi. Nhưng mà các bác đã có một chiếc xe Nhật Bản mới chạy được có 16 vạn thôi. Vất lành, rất bền và xe thì còn cứng cáp, sạch sẽ, không hề lỗi lầm. Tổng thể của xe thì nói chung là không thể bảo là được như xe mới. Nhưng so với độ một chiếc xe mà đến nay là được 12 năm thì đây cũng là một sự lựa chọn hợp lý. Giá tiền vừa phải, chất xe thì còn ngon, động cơ máy 1.5, lành, khỏe và chắc chắn. Và dòng này thì nói cho các bác là nó gọi là không bao giờ biết nằm vặt giữa đường. Và không bao giờ phải suy nghĩ đến cái chuyện là sửa sữa sang sửa gì cả nhá. Em này thì bác chủ bác ấy cũng bảo dưỡng định kỳ thường xuyên tại Hải Phòng, Toyota Hải Phòng luôn. Thế nên là chất xe thì cũng vẫn còn rất là đẹp. Kể cả ngay từ mặt sơn của xe đây, các bác nhìn này, toàn bộ mặt sơn trước của xe đây nó căng nét như thế này đây. Đấy, biển Hải Phòng 16L2875, các bác cứ check thoải mái xem là xe là có đâm đụng, ngập nước, phạt nguội, thủy kích hay không nhá. Cái này giờ là check trên mạng rất là đơn giản thôi. Thế còn về phần cản của xe đây, các bác nhìn này, toàn bộ cản trước này. Đấy, đồng sơn nhẹ nhàng đồng đều và đèn thì đã được đánh bóng, cái này là đèn đánh bóng lên nhá cho nó sáng thôi, có tem VETC rồi này, gắn sẵn cái này các bác đừng có lột ra nhá, cứ để nguyên, mình thay tên đổi họ thôi chứ không vấn đề gì đâu, không cần phải thay một cái tem mới đâu. Đấy, thế còn bên này anh thấy này, các bác nhìn này, đèn nó trong vắt luôn và toàn bộ đèn là sử dụng đèn halogen zin. Đấy, xe zin thì đương nhiên là những cái này người ta không độ đâu, kể cả màn hình xe này còn chưa độ. Đấy, và đây là một chiếc xe tôn vỏ này. Đấy, nhưng mà ở dưới cái lớp này là nó vẫn còn nguyên cái tấm nỉ chống nhiệt và chống ồn nhá. Rất là ok. Nói chung là về chất xe thì đây là một chiếc xe tương đối là cứng với quả kính là zin. Kính này của Toyota vẫn còn zin nguyên này, 2010 đây. Đấy, vẫn còn zin. Và dàn lốp thì chiếc xe này đang sử dụng dàn lốp 18560 R15, lốp 2022 với 2021, lốp dày căng đét luôn và sử dụng là la răng 5 chấu. Phanh đĩa 4 bánh, lốp dày cự nhá. Lốp này thì các bác không cần phải nghĩ vì là xe gia đình và người ta chạy ít cực kỳ luôn. Thế nên là chất lốp vẫn còn rất là đẹp. Cua lốp là không có bị mục mọt. Đấy, toàn bộ cua lốp của xe là không có mục mọt tí nào. Và cái yên tâm là chỉ việc chạy thôi. Và em này thì gương gập điện này, có xi nhan tích hợp báo rẽ trên gương. Và toàn bộ tôn sườn của xe thì cực kỳ dày. Cái này là dày là không phải là do bả tỉa mà do cách âm chống ồn người ta đã dán vào rồi. Còn chỉ thì không cần phải nghĩ nhá, chỉ này là toàn bộ là chỉ zin. Cái này cũng đã bấm rồi, bấm chỉ kiểm tra rồi thì là chỉ zin của xe. Tappi nhựa là còn nguyên. Là cái tít nỉ này, cái tappi nỉ này nó còn đẹp như thế này đây. Đấy, tappi nỉ nó còn đẹp. Và xe thì tương đối là sạch sẽ, kính điện lên xuống nhẹ nhàng, bấm một chạm, cửa mở gương gập điện em mở ra luôn này. Đấy, và bên này thì nội thất ghế da của xe đây. Ghế này là ghế được bọc. Đấy, ghế da rất là đẹp, sạch sẽ, màu kem sáng và không hề nhăn nhúm nhá, không hề bục rách. Đấy, ghế da nó còn nét và gầm này. Các bác nhìn gầm này, sàn nó của nó là sàn nỉ. Đấy, gầm sàn nỉ còn rất là nét và sáng luôn. Đấy, gầm sàn thì không chê được câu nào. Và đây là một cái mẫu xe chạy rất là ổn định luôn nhá các bác nhá. Vâng, 2010.
một mẫu xe chạy vô cùng ổn định với mặt táp lô các bác nhìn này. Táp lô nó đẹp như thế này đây. Bên em thì chiếc xe này là bên em cũng vừa mới về xong, thế nên là giá của chiếc xe thì em sẽ bán là 279 triệu đồng. Có lọc lá cho các bác một chút thôi nhá. Đấy, bán cứng luôn đấy ạ. Vì đây là một mẫu xe tương đối là chạy chắc chắn, chứ còn không phải nghĩ luôn. Đấy, la răng cần số là số tự động có zích zắc nên là rất là an toàn đối với những người mà mới chạy xe cũng như là những người mà thích những cái sự đơn giản. Thế còn về phần vô lăng thì là khâu da của xe là zin nguyên, khâu da chéo bắt chéo zin nguyên. Đấy, khâu da còn nguyên và toàn bộ tất cả cái phần nhựa là nó không bị mòn nhiều. Đấy, phím bấm là nét rõ ràng. Và đây cũng là một cái dòng xe chạy vô cùng sướng rồi các bác nhá. Vâng, chạy rất là ổn định, máy êm, chắc và khỏe. Cái dòng này máy 1.5 nhưng mà cái khả năng thoát ga rồi khả năng vận chuyển chạy rất là ok. Có cái ốp vô lăng cho các bác luôn này. Đấy, cái này là ốp vô lăng để nguyên cho các bác luôn. Và toàn bộ phần ghế đằng sau cũng thế, toàn da của nó còn đẹp. Đấy, dây đai an toàn còn sáng lét luôn. Và chiếc xe này thì được cái phần sàn không chê được câu nào. Đây, phần sàn này. Đấy, các bác nhìn phần sàn nhá. Và tapi xe, đấy, xe là không có khoan đục. Đấy, em này là không có khoan đục này. Kính lên xuống là bình thường. Đấy, toàn bộ cửa kính là lên xuống bình thường và hoạt động hoàn toàn nhẹ nhàng, êm ái luôn. Dòng này bên nhà em thì thi thoảng mới về thôi. Đợt trước thì nhà em về hai con 21 với 22 thì em bán với giá là 325 triệu đồng. Còn chiếc xe này là em giảm rẻ hơn 45 triệu đồng luôn. 2010 và em bán là 279 triệu đồng. Đấy, 2010 giá rất là hợp lý nha các bác nhá. Sườn đều, đấy, không có lượn sóng, căng nét luôn. Thời tiết hôm nay cũng là một cái thời tiết tương đối là khá là khó chịu. Thời tiết miền Bắc, mưa dầm ẩm nồm. Thì cái thời tiết như thế này đó là một cái thời tiết mà cũng rất dễ gây ra ốm đau. Thế nên là mình có những cái chiếc xe như thế này, mình đi thì nó sẽ rất là yên tâm, đảm bảo sức khỏe cho gia đình cũng như là mọi người. Mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Và xe thì còn ok. Nói chung là dòng này thì các bác không phải lo là nằm mặt giữa đường thôi. Đấy, kể cả bên nhà em còn 25 triệu như sáng em bán cho khách, gần như là người ta cũng không để ý, không biết hỏng vặt luôn. Vâng, sáng nay bác ấy gọi điện cho em, bác ấy báo là xe nó không nổ được. Té là bác để lâu quá, ắc quy nó hết. Vâng, đấy, thùng bạ các thứ của xe là còn ok. Nói chung là tất cả các thứ thì hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, máng này, máng là còn nguyên này. Đấy, máng là còn nguyên. Và chỉ keo cốp sau của xe là còn nét căng. Đấy, cái này thì cũng đã kiểm tra test hết rồi. Có sao thì bán vậy thôi. Vâng, nói chung là về chất thì đây là một chiếc xe tương đối nhá, tương đối là chất luôn đấy ạ. Vâng, với cái tầm tiền 279 triệu đồng, các bác có thể là mua được một chiếc Morning nhập 2011-2012. Đấy, thế nhưng mà Morning thì chắc chắn là không thể bằng một mẫu sedan hạng B như thế này rồi. Vừa rộng bên trong, đi thoải mái, tiện lợi, cốp để đồ rộng. Đấy, ưu điểm cực kỳ luôn nhá. Và chưa nói đến là riêng em này thì được dàn lốp là gần như mới. Đấy, la răng đúc, phanh đĩa 4 bánh. Kiểu dáng này thì cũng được nhiều người thích. Đây các bác nhìn bô này. Đấy, cổ bô này. Cổ bô dưới, cổ bô trên, gầm này. Nó còn đẹp luôn. Và xe là xe không có lỗi lầm nhá. Đấy, xe không có lỗi lầm. Đảm bảo chuẩn chỉ các bác. Nhiều bác thì thực sự là phân vân về cái mức giá, nhưng mà thôi các bác cũng phải thông cảm. Với những người chủ người ta đã bán những chiếc xe như thế này, không bao giờ có chuyện bán rẻ nhá các bác nhá. Chắc chắn là không bao giờ có chuyện bán rẻ rồi. Còn bên em thì mua sao bán vậy thôi. Mình mua lọc lá một chút thôi. Đầu tư hơn 200 triệu đồng, kiếm lãi là 10 đến 20 triệu đồng thôi. Chứ còn nếu mà bảo là xe không bán lãi thì rất là khó. Còn nếu mà các bác bảo là những cái dòng này nó rẻ thì các bác thử tìm hiểu cái thị trường của xe này thì các bác sẽ hiểu. Vâng, không bao giờ có giá là 200 triệu đối với 210 bản G, mà cũng không có giá 250 đâu nhá. Không bao giờ mua được ạ, rất ít luôn, rất khó luôn. Và em này thì đăng kiểm đến tháng 11 năm 2024. Nói chung là về chất xe thì đây là một chiếc xe tương đối là cứng. Vâng, bác cứ xem lại. Vâng, tương đối là cứng nhá các bác nhá. Các bác chỉ cần nhìn thân vỏ là các bác nhìn biết ngay. Kể cả gầm bên này, các bác nhìn gầm quay này. Đấy, toàn bộ gầm của nó đấy. Gầm của xe nó còn tương đối là nét luôn. Và xe thì không có lỗi lầm. Bác cứ thử lên mà xem. Đấy, không hề lỗi luôn nhá. Còn nói chung là tầm này thì 12 năm rồi thì không thể bỏ tránh khỏi những cái khiếm khuyết. Mình quan trọng nhất là cái độ ổn định của xe, và quan trọng nhất là máy gầm. Chứ còn nếu mà bảo là tầm này mà muốn mua một chiếc xe như mới thì hơi khó. Còn nếu mà để mà kiếm được một chiếc xe như thế này, một chủ này, đấy, một chủ này,
máy ngon êm này, thì thực sự đây là một chiếc xe hợp lý luôn. Đấy, động cơ máy VTVI, máy đỏ nhá, 1.5, máy ngon lành, êm mượt luôn, không hề lỗi luôn này, chạy cực sướng, cực êm. Đấy, và được bảo dưỡng định kỳ thường xuyên. Số zin, xe ngon, cứng đét và giá cả thì vô cùng yêu thương. Đấy, các bác nào mà thích thì các bác cứ qua xem xe trực tiếp luôn. Đấy, thử test thoải mái luôn. Anh thích thì cứ chạy đi, con này máy ngon lắm. Vâng. Đấy, nói chung là xe về chất thì không cần phải nghĩ ngợi rồi. Đấy, hơi thừa hơi khói các thứ là không có nhá. Chỉ keo bao đẹp, bao zin cho các bác luôn này. Mụn chỉ còn nguyên này. Đấy. Và xe là xe một chủ, đăng ký nguyên bản là một chủ luôn nhá. Đăng ký xanh, nguyên bản luôn, không cần phải nghĩ ngợi. Đấy. À, dầu mỡ ắc quy này, dầu này. Đấy các bác nhìn này, dầu mới được bảo dưỡng xong này. Đấy, và hơi thừa hơi khói lắm, không phải nghĩ ngợi. Đấy, dòng này thì không bao giờ phải nghĩ ngợi đến hơi thừa hơi khói nhá. Cực kỳ êm luôn. Đây các bác nhìn này. Hơi thừa không có luôn này. Đấy, không có hơi thừa. Xe thì nói chung là chất cứng rồi, nhưng mà giá thì em đang bán là giá rất mềm nhá. Chỉ có, vâng, đây là một chiếc xe mà giá nó chỉ có 279 triệu đồng thôi. Vâng. Ok, bác nào mà yêu, các bác nào mà thích thì điện thoại cho em. Vâng. Cái này thì nó kính theo lô đấy anh ạ. Vâng. Đấy. Gầm đẹp luôn. Vâng, con này người ta giữ xe. Cái kính trên thì nó rẻ, còn những cái kính này theo lô thì nó toàn là sản xuất theo lô này thì là 2010 thôi. Vâng. Được cái là xe cũng tương đối là cứng. Cảm ơn các bác và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.